Khác với những cuốn sách lý thuyết khô khan, 7 thói quen của bạn trẻ thành đạt, tác giả Sean Covey với giọng văn đầy dí dỏm và tươi vui, ngắn gọn, dễ hiểu với nhiều mẫu chuyện thực tế và ý nghĩa. Các bài thơ thú vị, hình ảnh minh họa sinh động, dễ thương nhưng vẫn đúc kết được nhiều bài học từ cuốn sách. Thói quen thứ nhất, có thái độ sống tích cực. Chúng ta chỉ có thể kiểm soát được một điều, thái độ sống. Tích cực và chủ động là yếu tố đầu tiên giúp bạn chiến thắng bản thân. Đó là lý do vì sao thói quen thứ nhất là chìa khóa được tác giả nói đến đầu tiên. Thói quen thứ nhất nói, bản thân tôi là khởi nguồn của sức mạnh. Tôi là người quyết định cho cuộc đời của mình. Tôi có thể thay đổi tình hình. Tôi tự chịu trách nhiệm cho hạnh phúc và bất hạnh của cuộc đời mình. Tôi là một người lái số mệnh chứ không phải là một hành khách. Thói quen số 2, biết định hướng tương lai. Với các hướng dẫn cụ thể trong thói quen thứ hai này, Sean Covey đã giúp độc giả xác định được các nhiệm vụ để đạt được mục tiêu của họ trong cuộc sống. Thói quen thứ hai nói, bạn là người quyết định tương lai của bạn, đừng để cuộc đời trở nên nhàm chán và buồn tẻ. Thói quen thứ ba, việc hôm nay không để ngày mai. Thói quen thứ ba là khó nhất, nó đòi hỏi lòng can đảm. Sean Covey chia sẻ những công thức chung cho thành công thông qua hướng dẫn từng bước để giúp bạn thực hiện được điều này. Theo đó, bạn tạo được thói quen tổ chức trong công việc, sắp xếp giờ giấc hợp lý và biết phải ưu tiên những điều gì là quan trọng thì làm trước. Thói quen thứ tư, tư duy cùng thắng. Thói quen thứ tư là nền tảng cho sự hòa hợp với con người. Trong thực tế, xã hội không phải là một cuộc đua để giành chiến thắng với những người khác. Điều đó có thể xảy ra trong các lĩnh vực, nhưng bản thân các tình huống là do chúng ta tạo ra. Trong mối quan hệ tình cảm, kết quả của tinh thần cả hai cùng thắng là yếu tố tạo nên cuộc sống. Thói quen số 5, biết lắng nghe để thấu hiểu và để được thấu hiểu. Tác giả đem đến cho người đọc bài học quan trọng, bạn có hai tai để nghe nhưng chỉ có một miệng để nói. Thói quen này đối với mọi người tưởng chừng là dễ nhưng thật ra lại là khó. Nhiều người thích nói trước, nghe sau, đó cũng là lý do tại sao trong nhiều lĩnh vực hoặc nhiều mối quan hệ tình cảm hàng ngày họ luôn gặp rắc rối và không được như mong đợi. Vì vậy, để đạt được những gì bạn muốn, bản thân bạn phải biết lắng nghe một cách chân thành. Thói quen số 6, có tinh thần hợp tác. Sau khi biết tự hoàn thiện bản thân nhờ rèn luyện những thói quen tốt, đặc biệt là tư duy cùng thắng và thái độ biết lắng nghe, quả ngọt và thành công sẽ tự tìm đến với bạn. Bạn nên có tinh thần làm việc cùng nhau để đạt được hiệu quả cao nhất. Thói quen số 7, biết rèn luyện và phát triển những kỹ năng. Học cách rèn luyện và phát triển các kỹ năng là những bài học không thể thiếu trong cuộc sống của tất cả mọi người. Bởi vì nếu bạn không biết trau dồi bản thân, không chịu học hỏi và khám phá những điều hay, ý tưởng mới, hay bạn không bao giờ chịu rèn luyện thể dục thể thao, tránh xa sách vở, thì rõ ràng bạn đang rơi vào trạng thái sống mòn. Hãy không ngừng học hỏi để có thể giúp bản thân luôn tiến về phía trước. Thông qua 7 thói quen của bạn trẻ thành đạt là những bài học sâu sắc trong cuộc sống của mỗi người. Từ cuốn sách này, tác giả Sean Covey muốn gửi tới độc giả những thông điệp mang ý nghĩa về sức sống mãnh liệt và đầy tính nhân văn, biết nuôi dưỡng niềm tin và hy vọng. Bạn trẻ, bạn sẽ rời được núi.